Mời quý vị trở lại với phần tin địa phương. Phần tin này được bảo trợ bởi công ty Southwest Sun Solar và ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin địa phương hôm nay là tin về việc nhân viên ngành thức ăn nhanh kêu gọi tăng thêm lương tối thiểu. Nghiệp đoàn nhân viên thức ăn nhanh California kêu gọi tiểu bang tăng thêm lương tối thiểu cho nhân viên ngành. Theo lá thư gửi Hội đồng thức ăn nhanh vào tháng trước, nghiệp đoàn đề nghị mức lương 20 đồng 7 sen bắt đầu từ năm 2025 và 21 đồng 40 sen từ năm 2026, tăng 3.5% do lạm phát tăng. Hội đồng được thành lập để xác định mức lương và quy định cho ngành thức ăn nhanh qua dự luật được Thống đốc Newsom ký hồi tháng 9 năm 2023. Dự luật này cũng cho nhân viên ngành thức ăn nhanh đợt tăng lương lớn nhất từ trước đến nay, tăng lương tối thiểu từ 16 đồng 21 sen lên 20 đô la bắt đầu vào tháng 4. Lá thư của nghiệp đoàn gọi tăng lương gần 25% là thành tựu lớn. Nhưng nhiều thành viên nghiệp đoàn cho biết nhà hàng giảm giờ làm của họ để bù lại tăng lương. Ngay cả sau tháng 4, nhân viên ngành thức ăn nhanh vẫn đối diện với lựa chọn khó khăn giữa trả tiền thuê nhà và hóa đơn điện thoại. Cô Gilberta Acevedo, nhân viên nhà hàng Taco Bell ở San Jose, cho biết số giờ làm việc của cô hiện chỉ bằng 25% so với trước đây. Quản lý giải thích với cô rằng doanh thu giảm nên giờ làm việc của cô giảm tương ứng, nhưng cô nghi ngờ lý do đó. Nhân viên thức ăn nhanh không phải là nhóm duy nhất kêu gọi thay đổi. Ông Matthew Sutton thuộc Hiệp hội Nhà hàng California đề nghị hội đồng cho nhà hàng thời gian để điều chỉnh theo đợt tăng lương tháng 4 trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào khác. Tiếp theo là tin một phụ nữ ở San Jose bị kết án vì nhập trái cây nhiễm côn trùng từ Việt Nam. Một phụ nữ ở San Jose bị kết án 3 tháng tù vì nhập cảnh trái phép trái cây nhiễm côn trùng từ Việt Nam. Bà Hạnh Hồng Huỳnh, 43 tuổi, bị kết tội đồng lõa nhập cảnh và bán trái cây, vi phạm luật nông nghiệp liên bang và tiểu bang. Đồng phạm Thanh Tuyên Huỳnh, 38 tuổi, nhận tội tham gia đồng lõa và bị kết án lao động công ích. Năm 2022, hai phụ nữ này nhập trái cây từ Việt Nam, khai báo thành cá khô, cà phê hoặc trà để tránh bị kiểm tra. Giới chức địa phương yêu cầu cô Tuyên Huỳnh ngừng bán trái cây trái phép như bồng bon, nhưng cô ta tiếp tục bán trái cây trên mạng xã hội. Trái cây bị tịch thu được kiểm tra và phát hiện nhiễm ấu trùng ruồi đục quả, côn trùng gây hại từ Đông Nam Á. Đây là trường hợp đầu tiên bị văn phòng công tố truy tố tội đại hình vì nhập cảnh trái phép trái cây vi phạm Bộ luật Lương thực và Nông nghiệp. Công tố viên Jeff Rosen nói rằng ngành nông nghiệp của quận hạt Santa Clara phải được bảo vệ. Văn phòng công tố vận động cho các vườn cây trái, nông trại và nông sản của họ. Big Lots đóng cửa gần như toàn bộ cửa hàng ở Bay Area. Chủ cửa hàng giá rẻ Big Lots sẽ đóng cửa hơn 50 cửa hàng ở California, bao gồm 10 cửa hàng ở Bay Area do doanh thu sụt giảm. Trong văn bản gửi Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán SEC hồi tháng 6, công ty công bố dự tính đóng cửa từ 35 cho đến 40 cửa hàng trong năm 2024, nhưng không tiết lộ cửa hàng nào hay khi nào họ sẽ đóng cửa. Tuy nhiên, thông báo đóng cửa trên trang web của công ty cho thấy số cửa hàng đóng cửa ở California cao hơn. Trong số 109 cửa hàng trên khắp tiểu bang liệt kê trên trang web của Big Lots, 53 cửa hàng sẽ đóng cửa, bao gồm 10 địa điểm ở Bay Area. Cửa hàng Big Lots duy nhất ở Bay Area không có thông báo đóng cửa là ở San Jose. Big Lots có khoảng 1.400 cửa hàng trên toàn quốc. Big Lots bán nhiều sản phẩm khác nhau, từ hàng tạp hóa đến nội thất và hàng hóa theo mùa. Cũng như nhiều chuỗi bán lẻ khác, Big Lots đối diện với doanh thu sụt giảm do lạm phát và chi phí hàng hóa gia tăng. Báo Los Angeles Times dẫn lời ông Bruce Thorn, chủ tịch công ty, cho biết khách hàng chi tiêu ít hơn tại Big Lots, đặc biệt là những mặt hàng không thiết yếu giá cao hơn. Bên cạnh đó là tin, cảnh sát San Francisco công bố đoạn video vụ nổ súng liên quan đến cảnh sát. Cảnh sát San Francisco vừa công bố đoạn video vụ nổ súng chết người liên quan đến cảnh sát. Đoạn video cho thấy một người bắn ít nhất một phát đạn vào cảnh sát trước khi cảnh sát bắn trả. Vụ nổ súng xảy ra cách đây 10 ngày. Sự việc đang được điều tra. Khoảng 11 giờ 30 phút tối ngày 21 tháng 7, cảnh sát nhận được cuộc gọi trình báo một người bị cướp. Nghi phạm chĩa súng cướp xe scooter điện của nạn nhân. Trong một đoạn video từ camera gắn trên người, nạn nhân nói với cảnh sát tên cướp có súng và nghi phạm tẩu thoát trên chiếc scooter đỏ đen. Anh Mark Im,
thuộc Sở Cảnh sát cho biết, cảnh sát cung cấp mô tả nhận dạng nghi phạm qua radio. Khoảng 30 phút sau, cảnh sát tìm thấy một người trùng khớp với mô tả nhận dạng và có xe scooter gần giao lộ Van Ness và Willow Street. Thanh niên này nay được xác định là Alexander Antonio Lopez, 28 tuổi. Lopez bỏ chạy khi cảnh sát đến gần anh ta. Một cảnh sát đuổi theo liên tục ra lệnh cho anh ta dừng lại. Lopez tiếp tục bỏ chạy trên đường Willow Street. Trong khi chạy, Lopez giơ tay trái lên, trên tay cầm súng, quay đầu lại bắn một phát đạn vào cảnh sát. Ngay sau đó, Lopez quay đầu lại và nhắm vào cảnh sát đang đuổi theo. Cảnh sát dừng lại, lấy súng ra và bắn trả. Lopez ngã xuống đất và khẩu súng rơi ra. Cảnh sát sau đó đến gần Lopez, sơ cứu cho anh ta. Lopez sau đó tử vong tại bệnh viện. Nhiều cơ quan đang điều tra vụ nổ súng này và chưa xác định vụ nổ súng có chính đáng hay không. Quý vị vừa theo dõi phần tin địa phương. Sau một vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần Closing News. Phần tin địa phương được bảo trợ bởi công ty Southwest Sun Solar. Quý vị được tham khảo và lắp đặt solar hoàn toàn miễn phí. Xin gọi 408-780-2013 để biết thêm chi tiết. Phần tin địa phương cũng được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi cho Bá Thông 415-335-2000. Southwest Sun Solar, một công ty uy tín và nhiều kinh nghiệm, sẽ giúp cắt giảm hóa đơn tiền điện và thiết lập cho quý vị hệ thống giữ điện mới nhất. Công ty bảo đảm sẽ tiết kiệm tiền điện cho quý vị so với giá tiền mà quý vị đang trả cho công ty điện lực. Để có được một hệ thống solar và hệ thống giữ điện tối tân nhất, không phải trả tiền lắp ráp mà còn được 25 năm bảo hành, xin đừng chần chờ gì nữa, hãy mau gọi ngay cho Southwest Sun Solar 408-780-2013, 408-780-2013. Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nails, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông. Anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mãi giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet, lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nails. Nên gọi Châu Bá Thông 415-335-2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi. Kính thưa quý vị và sau cùng là phần Closing News, tham quan Paris trong dịp Olympic trên thuyền Lego. Du khách muốn tham quan những di tích được yêu thích ở Paris trong dịp Thế vận hội có thể thực hiện theo cách độc nhất vô nhị, đó là đi trên thuyền với những phần làm từ mảnh ghép Lego. Thuyền Lego do công ty Butterbus vận hành, phục vụ khách tham quan từ thứ Tư. Với mái thuyền trang trí bằng những mảnh ghép Lego và bên trong trang trí mô hình Lego, thuyền trên sông Seine sẽ đưa du khách đi ngang qua tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà và bảo tàng Louvre. Hành trình kéo dài khoảng 1 giờ 45 phút và vé người lớn là 23 euro. Mô hình Lego được trưng bày tại mỗi trong số 9 điểm dừng của thuyền, như tháp Eiffel cao 2,8 m tại điểm dừng cùng tên. Thuyền Lego sẽ phục vụ du khách trên sông Seine đến ngày 16 tháng 9. Kính thưa quý vị, phần Closing News vừa rồi đã kết thúc bản tin tối nay của chúng tôi. Nam Minh và Ngọc Thúy xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và kính chúc quý vị có một đêm an lành.